80 phút. Trưa nay trời ơi mấy ổng đi ngủ hết, ông Phước rồi đi ngủ làm nhỏ có 1m1 à, khiên đóng rinh từ dưới bao khiên lên. Yên ơi, bộ đồ đen em mới nhận hồi trưa đẹp nhất cái nách luôn, bộ đen nào ta, nếu chưa cho chị thu hồi về đi để chị bán, kiếm áo khoác cho em chưa. Không sao đâu Nhi, em nhắn tin cho chị số tài khoản, chị chuyển tiền chị trả cho, rồi chị em mua gì chị thu hồi sau cũng được, không sao đâu à. Chị thu hồi sau cũng được à Nhi. Không sao, cậu đồ ơi, kéo nguyên bao luôn hả? Trưa nay có 2 mẹ con à. Đó, mà cái bao quần rin thì nó nặng quá luôn, nó phải cắt ra, nó lôi lên từng khúc. Thiên sân sông. Trưa nay live rin nha. Rin, mà mỗi chị mua một cái quần rin sẽ được mua kèm một cái áo thun trơn. Áo thun trơn nó trị giá 90.000, em sẽ bán cho mấy chị 50.000, ok chưa mấy chị? Trong cái lô này á, bộ 9 tấc 4 nút á, bộ đó vải đẹp ha. Em đang ra bộ 9 tấc cổ đẹp lắm. Còn em mới kiếm được cái mẫu nó đẹp lắm, em cho nó ra 9 tấc luôn mấy chị. Quên. Em ra quần mặc váy nha, hổm giờ không có ra lô quần váy á, cho nên là mẫu đó em ra quần váy ha. Cho nên mẫu đó em ra quần váy.
Đấy, cũng 5 cây sau rồi nè con. Rồi lên quần, lên quần. Trời ơi, quần hôm nay giá 200, quần này em hút nguyên kiện luôn. Quần này mà co, chưa co giãn thì chưa tính đồ co giãn này ha. À, chị Yên ơi, đồ em đi chưa? Đi rồi, hề bỏ, coi trẻ. Em coi trong cái tin nhắn là chụp bill qua rồi là đi rồi, chưa chụp bill là chưa đi nha. Rồi rin này, rin này nếu mà chưa co giãn để nguyên vậy nè, là nó là 95, mà tính độ co giãn thì nó là 112. 112 là đa số là 95kg nè nha, 95, 92, 95, 98kg quần này ha. À, có quần rin nam, em có nguyên quần lô quần rin nam mà chồng chị sai nhiêu chị Hồng Mỹ Chi. Nói đi em bán sale ra lấy thêm cái bút lông nữa gì. Eo 112 nè. Eo 112 nè. Hai ít eo 112 95kg. Khoảng cỡ đó ha. Khoảng cỡ đó nha. Quần này trời ơi Nhi mà mặc quần này về phê lắm luôn á Nhi. Nhi mặc quần này là về phê lắm luôn á. Có giùm không mà chị, chiều đi hàng Việt Nam xuất khẩu 200 của Nhi Nguyễn. Hôm nay nhiều mẫu lắm Nhi, có mua áo thun thì báo 50 ngàn nha. Nó có nhiều màu lắm, màu đen, màu xanh ngọc, màu xanh tím, màu trắng. Mấy con rin này mà mấy chị mặc với trắng 32 để em lấy cho. Thay vì em trẻ kho thì em tính chị giá vốn cũng được nha. Chị Hồng Mỹ Chi hay rin nam. Nhắn cho em vô trong tin nhắn đi. Nhắn vô trong tin nhắn đi. Số mấy đám cưới thôi. Hôm nay coi quần rin này nha. Hôm nay coi rin mua cho kiểu uổng lắm nha mấy chị. Rin xuất sắc cực kỳ ha. Rin hôm nay là hơi bị xuất sắc. Nói thiệt lòng. Eo 92 nè. Và thông báo với mấy chị rin nè. Rin không có lo ngang giày mà mấy chị phải đo bìa co giãn giày nè. Mặc ra nó mới đúng cái form rin, mấy chị hiểu không? Ví dụ rin gì chờ eo 85 đi. Mà rin này thì eo 92. Cái này là 92 nè. Đẹp không mấy chị? Đẹp mà rất vừa mà mềm cực kỳ ha. Không có 33 chị, 32 hoặc 34 thôi chị Trần Hạnh. Chốt giùm em con rin này eo 92. Chị nào eo 92 là quất con này liền cho em. Đùi mông đồ ổn lắm. Con rin này cái form nó không có nhỏ, cái form đùi nó không nhỏ. Cho nên mấy chị đừng có sợ chật nha. Nói kia nè, hàng mà hàng rin Nova là hàng rin có tiếng luôn nha mấy chị. Rồi nó có tiếng như thế nào thì em chưa biết cái tiếng đó. Đó, rin Nova. Chị nào chốt thằng này eo 92 đến eo 88 đến 92, 94 thì chốt ha. Xem quần màu tím em ơi. Chị gái họ Vũ nhận bill cho chị. Xem quần màu tím em ơi. Quần nào màu tím, quần rin sao có màu tím chị? Quần rin đâu có màu tím. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xanh bạc. Hôm qua em có lựng một con cho em. Đây. Hôm qua em lựng con này cho em nè. Thầy em thích rất bự. Không biết vừa hôm nay. Chắc vừa. Hy vọng sẽ vừa. Eo này eo 92 à. Eo này eo 88 đến 92. Chị nhắn tin vô fanpage cho em đi. Nhắn tin đi em kiếm cho. Bà nội cha kiếm con quần này cho mình. Cuối cùng không vừa. Rồi chốt giùm em 88 đến 92 mã số 2 nha. Mã số 1, mã số 2, 88 đến 92. Chị nào chốt 88 đến 92 chốt giùm xem. Vừa in đẹp lắm em, cảm ơn chị. Mới mua mà khách mới mà mua mau gọn dễ sợ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Không biết cái này bị lỗi hay là do cái rin ta. Cái này bị lỗi hay là do cái rin mấy chị. Mã số 2 của Võ Thị Hồng Đào eo 92 nha chị. Eo 92, Võ Thị Hồng Đào. Váy sau lưng có cỡ tôi mặc không? Là váy nào chị? Váy LV hả? LV đó chị khủng long bé nhỏ mặc bị tức. Chị, mã số 1. Ừ. Mã này nó có một cái đường ngang nè. Nó có đường ngang là lấy số 1 của hình ấy đi. 200. Mấy chị có muốn mua kèm áo thun 50 ngàn thì mấy chị báo nha. Hình ấy đi nè con. Hình ấy đi. Trời không tay kìa. Rồi quần này. Cái đường này không phải đường lỗi đâu nha mấy chị. Cái đường này không phải đường lỗi đâu ha. Rồi 200. Thôi quần này bán 180 đi bán. Nhưng mà mấy chị coi là xanh đen nè. Vải này đã không. Trời con này đẹp quá à. Con này eo chắc 92 quá à. Chốt giùm em mã số 3. Chốt giúp giùm em mã số 3 nha mấy chị nha.
Mã số 3. Mã số 3 L95. Mã số 3 L95. Không thấy chị không thấy chị like cũng buồn. Cũng buồn rồi em đi ngủ. Không thấy Trần Hạnh ơi, em không thấy chị Trốn Quần đó, em còn nhiều lắm, chị Hạnh đợi em nha. Lấy số 1 của hình nãy đi có rồi. Nè mấy chị, quần xanh đen nè, đẹp không? Quần này L95 nè, mã số 3. Chốt giùm em mã số 3 L95 nha. À dạ ok, áo cho chị rồi đây nè, chị gái họ Vũ. Áo chị lấy màu gì? Áo nó có màu nè. Màu xanh tím. Màu mấy áo này mấy chị mặc dưới rinh đẹp lắm, nó không in nhưng mà da vải nó đẹp. Mấy chị, đây là màu xanh da trời. Vải em nói mấy chị đẹp lắm, xanh da trời nè. Chốt giùm em một con màu trắng. Quên gửi chị Lê Nhật Lệ, em chụp rồi, màu trắng nè. Cái màu trắng là cái mặc với quần rinh xanh đen đẹp nhất. Màu trắng mà mặc với xanh đen là em nói với chị là hơi bị đỉnh luôn nha. Rồi cái này là màu xám nè. À, màu đen nè, đó mấy chị chốt cái màu gì mấy chị chốt. Chị nào mua quần rinh thì được chốt kèm một cái áo thun 50.000 ha. Mã số 3 của chị gái Hà Vũ, lên màu đi chị ơi. Lên màu đi chị. Mã số 3. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Em có một cái con xanh đen không rách. Đây. Đẹp không? Xuất sắc không? Chỉ có 200 thôi. Mã số 3 khách lấy rồi chị Mai Pha. Mã 3 khách lấy rồi nha. Giờ em đang lên mã 4 nè. Mã 4 ơi, mã 3 hồi nãy 108 thôi nha con. Mã số 4 L100. Mã số 4 L100. L100 mã số 4 là tương đương 80 kg nè ha. Áo xanh tím hai cái. Chị Hương Chu ơi, áo này mà mua không là 90.000 đó chị. Chị lấy màu áo đầu tiên là màu ấy tím á không? Rồi 50.000 của gái họ Vũ nè. Chị Hương Chu ơi, nếu mà áo không thì phải 90.000 nha chị. Thật sự luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Áo xanh tím đen hai cái. Áo xanh tím đen hai. Số 4 của Cao Ngọc Huệ là 200 con Cao Ngọc Huệ. Chị lấy gì đây? Chị Hương Chu. Chị Hương Chu lấy xanh. Lấy xanh. Xanh da trời. Tím. Đen. Đen với trắng thứ một cái con. Rồi đen với trắng thứ một cái. Rồi đó em để cho chị rồi nè. Em để cho chị 4 cái nè. Em để chị 4 cái riêng nè, của chị Hương Chu. Chừng nào chị mua cái riêng thì em bớt, cái nào được xuống thì em bớt nha. Cái hàng này là em nhập nó đã 70 rồi chị. Nói thiệt lòng mà. Ha. Đó 4 cái của chị Hương Chu nè, con cứ ghi từng cái 90 đi. Ha. Chưa có quần đùi nguyện lý. Mã 4 khách lấy rồi. Cái này nó không có size 32 đâu. Chị xin đi trương, cái này là hàng xuất, mỗi mẫu nó có một cái cho nên chị phải ngồi coi. Chừng nào mà chị nghe L88, L84, L86, đến 92 là chị xin đi trương chốt được ha. Ông Báo thì bữa nay chưa có nha. Ông Báo thì chưa có. Em có một cái con, đúng một cái con quần đen rất xe tua tà le đây nè. Có đúng một con thôi mà em ghiền con này quá mà không có size lớn với chị. Chị nào mà mua quần á mà lựa cái hiệu của Nova nè. Là cái hiệu đó là cái hiệu của... Trời ơi, ngủ có con nhỏ nó bưng nguyên bao rinh lên nè. Trời ơi, ngủ mà tay cầm miếng sầu riêng qua xem chán chồng em giữ thì mấy chị. Chán đời thiệt chứ. Quần này L92 là 88 đến 92 nè. Trời ơi, chán rồi mà mê cái con quần riêng đất đây giống em là hốt liền nha. Chứ có một con thôi á, phải coi giãn ha. Chốt giùm em quần đen mã 5. Quần đen L88 đến 92 là tương đương khoảng cỡ 62 kg đến 70 kg ha. Tương đương á, cho em nói trong cái vòng. Cái vòng nó lụm chụm đó thôi. Chứ không có nói qua cái vòng nó được. Tại vì tùy cái vòng bụng của mấy chị á. Tùy cái vòng bụng á. Rồi em lên cho mấy chị một cái quần đen xẻ lai. À, em lên cho mấy chị một cái quần rin đen. Quần rin xanh đen xẻ lai. Xẻ lai này mấy chị. Xẻ lai nha. Quần rin đen xẻ lai eo nhiêu. Trời ơi, phơm quần hôm nay đẹp lắm mấy chị ơi. 200 ngàn mà đẹp ngất ngưỡng luôn. Mã 5 của chị Võ Thị Hồng Đào. Võ Thị Hồng Đào mã 5. Rồi lên cho mấy chị mã 6. Mã 6 này L8892 nè. Mã 6. Mã 6 L8892. Mã 6 L8892. Chị nào chốt mã 6 L8892 chốt giùm em mã 6 L8892 nha.
Em nói mấy chị là hôm nay quần đỉnh lắm, quần rất là đỉnh luôn đây. Lên cho mấy chị một mẫu ring bạc rất cào và rất xước. Đây, một mẫu ring bạc rất cào và rất xước, form đẹp không mấy chị? Em cho mấy chị coi màu đẹp không? Màu rất là đẹp, form rất là đẹp, ở sau đít cũng đẹp. Nói chung mọi thứ đều đẹp nha. Ai chốt mã 6 chốt lên giúp giùm em mã 6 không rất rẻ nha. Mã 6 của chị gái Họ Vũ nè. Gái Họ Vũ mã 6. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã 7. Mã 7 eo nhỏ lắm nha mấy chị nha. Mã 7 eo chỉ có 80 đến 84 thôi. Mã 7 eo 80 đến 84. Ai chốt mã 7 chốt giùm em mã 7 eo 80 đến 84 mã 7 nè. Mã 7, mã 7. Chị nào chốt mã 7 eo 80 đến 84 bà nội cha đẹp mà sao nhỏ. Mã 7 eo 80 đến 84. Em lên cho mấy chị một cái mã jean không rớt. Eo 100, không biết eo nhiêu. Mã 7 của ai? Mã 7 size nhỏ nha. Mã 7 của chị Thúy Nguyễn eo 84. Dạ ok, vậy trời màu này đẹp ghê chị Thúy. 200 của chị Thúy. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Chị nào mà chốt kèm áo thì báo em nha. Mã này eo 100 nè, xanh đen. Xanh đen một cái eo 100 đẹp không? Eo 100 là tương đương là size em á, tương đương 77kg đến 83, 882, 83, 84kg. Chốt giùm em mã 08 eo 100. Mã 08 eo 100. Mã 08 eo 100. Ồ, quần đẹp nữa nè. Ôi, quần đỉnh không? Con đẹp không mấy chị? Ôi, quần gì mà bỏ cầm cái quần rinh hàng xuất lên. Nó mê lắm luôn á mấy chị. Mã 8. Mã 8 eo 100 của Thi Võ. Thi Võ có mua áo thun thì báo nha. Thi Võ Vũng Tàu mã 8 200 eo 100. Xong anh chở cái lùng ra cái chỗ tiệm Tâm làm neo nha. Cho nó tút lông nách đồ mai nhỏ đi chơi. Eo 85 92. Thi Võ Vũng Tàu eo 88 tới 92. Đẹp đó mấy chị. Ô coi vải nè. Eo 88 đến 92 đẹp không mấy chị? Trời ơi, bữa nay bắt đầu ổng biết đặt rồi đó. Ổng biết đặt, ổng kêu đặt hoài. Eo 88 đến 92 nè, đẹp không mấy chị? Chị nào chốt eo 88 đến 92 mã 09 chốt giùm em nha. Eo 88 đến 92 mã 09. Mã 09 eo 88 đến 92. Mã 09 của chị Mai Phan. Chị này gì? Mai Phan. Đúng rồi, Mai Phan con. Mai Phan mã 09. Mai Phan chừng nào cái bill kia nhận được thì chị nhắn tin vô bay cho em mà em gửi bill này nha. Chút nữa em đi kiếm cái nằm cho chị. Phải chị Mai Phan không qua mua bill mình không? Phải mà chị Mai Phan không qua mua bill. Rin bạc nè. Em mê cái chất rin này nhất nè. Em mê cái form rin này nhất nè mấy chị. Em nói thiệt lòng nha, em mê cái phong rin này nhất nha. Em mê cái phong rin này dữ dằn lắm mấy chị. Tại vì cái độ co giãn nó nhiều, hàng này là của hàng Nova luôn á mấy chị. À, con này cho eo chín mấy nè. Mã 10, mã 10. Mã 10. Mã 10 eo 92, eo 92 tới 94 mã 10. Eo 92 đến 94 mã 10 nha. Mã 10 rin bạc. Eo con này mấy chị cầm ở ngoài phê lắm. Eo 92 đến 94 mã 10. Chị nào chốt mã 10 chốt lên giùm em mã 10. Dạ 09 chị Mai Phan trước chị. 09. Xin lỗi. Em xin lỗi chị Mai Phan nha. Mã 09 là của Võ Thị Hồng Đào phải không? Xin lỗi Võ Thị Hồng Đào trước nó chạy tuột comment lên. Em xin lỗi chị Đào. Mã 10. Mã 10 92 đến 94. Mã 10, xanh bạc. Mẹ này, mã này đẹp quá. Mã 10. 92 đến 94 đeo. Là khoảng cỡ 7 mấy ký, 75 ký trở xuống nha. Hôm nay mà quần rin 100 ký nhiều lắm. Để em lo 1 cái 100 ký bán chơi rồi. Lo 1 cái 100 ký bán chơi đây nè. Quần này là 3 ịt nè. Quần này eo chắc 115. Quần này chắc eo chắc 115 3 ịt nè. Quần này của chị Trần Hạnh nè. Quần này eo 120. Eo 115 đến 120 này, ra coi con quần nè.
Chế nào yêu 120 chốt lệ đi nha. Chế không là quần này ít lắm. Mà chị thấy form đẹp không? Trời ơi, form đẹp thấy mẹ luôn á, chứ không phải đẹp thường đâu. Form này đẹp thấy mẹ luôn. Quần này e size 10, à, mã 11 nè. Mã 11 eo 115 đến 120. Mã 11 eo 115 đến 120 mã 11. Lê Nhật Lệ, đợi đi chị, đợi em đưa lên xong rồi chị chọn nha. Chứ giờ em không có nhớ đâu. Chị đừng dặn em, thiệt, không nhớ thiệt. Đây, tin đó. Và thông báo cái quần này ở sau lưng ấy, nó bị dày nè. Nó bị hơi cái đường bàn nè. À mấy chị thấy không? Mấy chị về giặt đi, quần này em sale cho mấy chị 150. Quần này em sale mấy chị 150 nha. Quần này chắc 75kg quá. Quần sale 150, mã 12. Mà thôi đừng lấy đi chị, để em trả lại đi, mà đẹp quá à. Cha, quần này đẹp quá thì sao giờ? Quần này em nghĩ giặt rồi nó ra mấy chị ơi. Em cứ đo nha, mà quần này đẹp quá thì sao giờ mấy chị coi nè. Quần này đẹp quá trời. Thôi đo đi, bán 150, còn không thì trả kho ha. Quần này eo 100, chốt giùm em eo 100, quần 150 nè. Trời ơi, coi cái quần. Đã ôm cái con quần đẹp nhất mà nó bị vậy nữa chứ. Mà em nghĩ giặt ra mấy chị nha. Mua con này là mua liều nè. Chứ đừng có mua con này rồi ý kiến với em là không có. Rách ít thôi hả chị Trang? Không rách được không? Còn rách ít chị đợi ngồi im đó, chị đợi em đi. Chừng nào nghe yêu 98% chị dớt cho em. Rồi chốt giùm em quần. Quần bỏ qua bên nè. Quần gì bà cha đó đi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Xa nóng phân luôn nè. Nè rách ít nè. Rách ít nhưng mà con này eo không lớn đâu. Rách ít nhưng mà con này eo không lớn nha. Trời ơi, quần lô quần này đẹp lắm. Lô quần này một hồi mà em lên em càng em hút nữa. Eo 95 nè. Eo 95 là tương đương 75kg nè. Rách ít nè. Đẹp không mấy chị? Nè mấy chị thấy nó quá xéo không? Nó quá hai cái đường xéo không? Eo 95 mã 12. Mã 12 eo 95. Mã 12 eo 95. Không có ống suông chị, có quần này là có size 95kg mà không có ống suông mã 10 size 12, mã 12. Mã 12. Nhiều lắm chị, chứ xíu em kiếm cho nhiều lắm, hôm nay size chị Út đẹp đồ nhiều lắm. Ngồi im đi em, lên cái eo nào thì mấy chị hốt eo đó nha. Mã 12 của chế Mai Phan nè. Chế Mai Phan mã 12 nãy giờ bị tuột mấy cái rồi đó. Rồi size gì đây? Đây nè, eo 112 nè. Chắc chắn eo 112 luôn nè. Rin xanh đen không rách nè. Rin xanh đen không rách. Rin xanh đen không rách. Eo 100. Con này cũng bị lỗi mấy chị, bà nào mẹ sao nó bị nè, nó bị lỗi cái lỗ rồi nè. Hát quần đẹp bị hết rồi. Quần đẹp bị hết vậy trời. Quần này eo 100 chứ 104 nè. Quần này là bà Khăn Phúc nè. Từ từ nha mấy chị, tại quần này hàng xúc có chị đâu cần mua rin thì cứ ngồi lại chứ. À bữa trưa này em lay rin không á. Quần này eo 102 đến 106 nè quần này. Eo 102 đến 106. Quần này bé Lùng ghi cho cô Khang Phúc đi. Quần này ghi cho cô Khang Phúc. Trời ơi, bà mua một lần chục cái mà bà cứ kêu hết quần rin. Con ghi cho cô Khang Phúc là gì, nói chuyện sau với cô Khang Phúc. Rin đen viền. Rin xanh đen viền vàng ha. Rin xanh đen viền vàng size bao nhiêu? Xanh đen viền vàng eo 100. Xanh đen viền vàng eo 100 không có rách. Đây. Xanh đen viền vàng eo 100 không rách nha. Xanh đen viền vàng eo 100 không rách. Chốt giùm em mã 13. Mã 13 xanh đen viền vàng không rách. Mã 14. Mã 14 xanh rách. Xanh dày co giãn mà rách đã lắm mấy chị ha. Đây cho coi form đây. Mã 14. Đẹp lắm. Giờ giá đó mới để cho cái quần á. Mới để cho cái quần eo 100 trung bình 105 nè. Quần này eo của chị xinh đi trương nè. 8892. Mã 14 đẹp không mấy chị? Xuất sắc ha. Mã 14. Mã 14. Mã 14 88 đến 92. Mã 14 để trên này cho dễ chốt. Mã 14 của chị Võ Thị Hồng Đào.
Bỏ tỷ hồng đào mã 14 lên cho mấy chị một cái mã siêu phẩm rách mà xanh đậm. Size lớn. Ê, chị nào eo 112 chuẩn bị nha. Mã nó mã 14 không con? Mã 15 nè, chị nào mà size bự chà bá lửa chuẩn bị cái mã 15 nha. Đây, mã 15, eo 115, eo 112 đến 115. Đây, rồi đẹp không, mã 15. Rồi, mã này xuất sắc luôn quý vị. Trời ơi, nói gì nữa quý vị. Hàng Việt Nam xuất khẩu thì nói gì nữa, không có điểm trừ luôn. Mã 15, eo 115. Rồi, con này đỉnh quá. Con này dùng từ đỉnh luôn á. Việt Nam xuất khẩu mãi đỉnh. Mã 15 của Trúc Phương Nguyên. Mã 15 của Trúc Phương Nguyên. Lên cho mấy chị một cái mã 16. Mã 16 nha. Lên cho mấy chị một cái mã 16. Lên cho mấy chị một cái mã 16. Mã này chắc chính tắc quá. Mã này chắc chính tắc quá. Lên cho mấy chị một cái mã 16. Mã 16 eo 94. Chị nào chốt mã 16 eo 94 chốt giùm em cho co gần mã rim nè. Mã 16 eo 94. Chị nào chốt mã 16 chốt giùm em mã 16. Mã 15 chị Trang mặc tuột vú đó. Mã 15 chị Trang eo 98-100 thôi. Chừng nào nghe eo mà 96-100 á, hoặc là nhỉnh nhỉnh 102 thì chị còn vừa nha. Có cho trà đá không? Có trà đá không? Có trà đá hả? Mã 16. Mã 16 nha. Rồi thằng này của thằng Nova luôn nè mấy chị. Chị nào mà mua nguồn riêng muốn mua áo thun 50 thì báo em đưa lên nha. Nãy chị Hương Chu chưa có chốt của nguồn riêng hả? Mã 16 là eo 94 nè. Mã 16 con trò. Mã 16 eo 94. 16. Mã 16 eo 94. Lên cho mấy chị một cái mã 17, chị có rất xước thôi. Mã 17 rất xước nha. Mã 17 size cũng lớn nè. Mã 17 size cũng lớn nè. Mã 17 rin rất xước. Rất cũ. Mã 17 eo 106. Mã 17 eo này là eo khoảng cỡ 90kg nè. Eo này eo khoảng cỡ 90, 92, 87 hoặc là 92, 93, 94kg nè. Mã 10. Mã nhiêu rồi nè. Mã 16 eo 106. Mà ở đây mã 17 hả? Mã 17 hả con? Ừ đúng rồi, mã 17. Mã 17 của chị Trúc Phương Nguyên 200. Mấy chị mà mua quần rồi có muốn mua áo giá 50.000 thì báo giùm em kèm áo nha. Áo đó 90.000 đó nè. Áo này mấy chị mặc với rinh đẹp lắm. Áo 90.000. Nhưng mà chị nào có mua quần thì em sẽ báo áo cho mấy chị với giá 50.000 nha. Có nhiều màu lắm. À, mã 17. Lên cho mấy chị một con mã 18. Mã 18 chắc chắn là 100kg luôn. Mã 18 100kg. Mã 18 chị nào 100kg hãy chốt, không 100kg đừng chốt nha. Mã này chị nào không phải 100kg đừng chốt. Dặn rất là kỹ nha. Chị nào không phải 100kg đừng chốt cho em. Đừng chốt mã này. Ok. Mã này mã 100kg nè. Mã 100kg. Chị nào chốt mã 100kg chốt giùm em mã 100kg ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Mã xanh đen viền vàng. Xanh đen viền vàng size này size không có lớn. Xanh đen viền vàng size này chắc khoảng cỡ 80kg. Xanh đen viền vàng. Đây xanh đen viền vàng. Con đẹp không mấy chị? Xanh đen viền vàng không rách. Xanh đen viền vàng không rách eo 100. Mã 20 đẹp. Đẹp xuất sắc luôn á. Chứ không phải đẹp thường đâu. Mã 20 xanh đen viền vàng. Mã 20. Chị nào chốt mã 20 chốt giùm em. Size này size nhỏ nha. Mã 21 size bé nè. Mã 21 size rất là bé. Mã 21 size rất là bé. Mã 21 size chỉ có 84 thôi. 80 đến 84. Mã 21 eo 80 đến 84. Mã 21 eo 80 đến 84. Vậy chứ xong like mấy chị hỏi còn eo này không, em trả lời không phát một luôn á. À, mã 20 của Kiêu Trân Ta. Mã 20 Kiêu Trân Ta. Mã 21 eo 80 đến 84. Mã 21 eo 80 đến 84 ha.
Mai Khang. Mai Khang chưa chọn quần chị chọn quần đi rồi em kèm áo cho chị ra. Cái quần nào mà còn cỡ eo 95 là chị vừa đó nha. Quần nào eo 95 thì chị nha. Đây, con này hồi nãy có nè mà size nhỏ nè. Giờ nó cũng size nhỏ, sao giờ. Má 21 eo nhỏ xíu. Má 21 eo nhỏ xíu. Má 21 eo nhỏ xíu. Má 22. Để lấy cái này cho Thi Trần. Mã 22 cũng eo giống vậy, cũng eo 80 đến 82, 84 á. Hai mã này đều size nhỏ nè. Lấy quần này cho Thi Trần nè. Thi Trần 200. Chị Mai Khang đợi em đưa quần lên rồi chị chọn rồi em chốt áo cho chị nha. Chị có bà tài vũ rồi đã hiểu ý. Em lên cho mấy chị một cái con mã xanh đen rất rất rất. Em chưa tắm nó sợ chiều mấy đứa lên chơi. Phơm đẹp lắm mấy chị. Đúng rồi Thi Trần. Nè mấy chị, phơm đẹp lắm. Vải đẹp lắm. Mã này nè, phơm vừa đẹp. Cô kêu trăng tan, kêu lấy cái áo phông màu trắng. Hai ta đưa với hai cái. Hai cái đi một trăm. Ê, ai vừa quần này là hơi bị trúng mánh. Đây nè, quần này là của chị Khang Phúc luôn. Eo 105 xuất sắc luôn mấy chị. Quần này nãy chị Khang Phúc có rồi nha. Eo 105 nè. Để con mấy chị, eo này là tương đương 90kg nè. 90, 92, 93kg quần này nè. Eo 105 chốt giùm em quần eo 105 nha. Chốt giúp giùm em quần eo 105. Chọn một quần không rách size 75kg của chị Mai Khang không. Để em đo lại cái quần này hồi nãy không rách phải eo chị. Cái này cũng Mai Khang. Ừ, hai cái, trăm. Không phải. Chị gì mới nhắn tin nhá. Chị gì mới nhắn tin trong tin nhắn. Kêu trong ta. Kêu trong ta có nhắn tin trong tin nhắn không. Quần này nè chế. Quần này không rách mà quần này eo 95 nè chị. Chị Mai Khang. Mai Khang lấy quần này nha. Mai Khang quần 200 nè. Quần này không rách. Co giãn đẹp và một áo. Áo màu xám của chị ha. Rồi con ghi là 250 cho cô Mai Khang đi. Eo 105 của chị Nguyễn Út đẹp. Trời ơi quần này đẹp quá chị đẹp quá. Út tắt. Có lấy áo thì báo em nha. Nguyễn Út đẹp 200. Nhiêu Yên kiếm cho em cái không rách màu đậm đây Nhiêu Yên. Thì muốn mấy chục cái có mấy chục cái à. Nè không rách màu đậm nè. Đây hai này size 100kg nè. Đó, size 100kg nè nha. Hôm nay em muốn gì cũng có đó. Đây, đây là eo 100. Con này eo 100, không rách eo 100 nè. Xanh đen không rách eo 100 nè. Rồi con này. Con này cũng size em luôn nè. Đó, nhiêu em. Đó, con này này hốt ơi. Con này là rất cao nè. Con này là không rách nè, 200kg hết á. Đó, muốn lấy gì lấy. Nói chung là quần hôm nay mà size ai cũng có hết trơn. 105 chốt, 105 khách lấy rồi. 105 khách lấy rồi. Đợi con khác nha. Đợi em khác. Em có một con quần rin bạc. Em có một con quần rin bạc không rách. Rin này là đúng rin bạc này nha mấy chị. Rin bạc nè, thấy chưa? 200. Quần này size không có nhỏ, không có lớn. Quần này size không có lớn. Quần này eo 90 ha. Đợi ăn rồi chị, ăn ra hết nữa rồi. Đây. Quần này eo 90 xanh bạc. Chốt giùm em eo xanh, xanh bạc eo 90 nha. Chốt giùm em xanh bạc eo 90. Lấy cho em cái áo màu xanh đen luôn. Anh bước ơi xuống ngay cái góc á. Ngay cái góc bếp nó có cái bao áo đủ màu trắng xanh giống vậy. Lấy cho em ngay góc bếp với cái góc kệ. Là cái bao nó bỏ dưới đất á ngay góc luôn. Jean bạc của chị Hương Chu nè. Rồi bê chị Hương Chu vậy em bớt lại 40.000 cái vụ áo là em tính cái quần này cho chị là 160 nha. Ok không? 160. Hương Chu con ghi 160 đi là gì biết rồi. Đúng ok không chị? Ok nha chị Hương Chu. Là có nghĩa là bớt lại một cái áo cho chị, bớt lại tiền một cái áo cho chị. Hồi nãy áo trắng chị lấy một cái, áo đen lấy một cái, áo xanh biển lấy một cái và xanh tím lấy một cái là bốn cái. Đúng không chị Hương Chu? Áo đó là mặc theo form rộng đó nha. Bỏ đây. Bỏ xem kia đã. Còn một bao nữa, cái này anh lấy trên kệ đó. Nó có cái bao sát bên nữa.
nó không có xanh đen chị, mà nó có xanh này nè. Nó có xanh này, chị lấy xanh này giúp em nha. Nó không có xanh đen nè. Đưa cho cô Nguyễn Út Đẹp, 50.000 của Nguyễn Út Đẹp. Em thêm một cái xanh đậm nữa nghe chị, không rách giờ đợi em. Xanh bạc khách lấy rồi đợi em chị. Xanh đậm không rách hồi nãy là xanh lợn nè. Con này eo trăm lẻ mấy, à con này không phải eo trăm lẻ mấy đâu, con này phơm lớn à. Con này tới 3 ịt lận. Chị xử lý gì đó, đợi tí xíu nha, xử lý. Con này eo tới 115 lận. Con này eo 115 nè. Ai chốt eo 115, size 100kg thì chốt eo 115. À, áo, nếu mà chị có mua quần thì áo em bán 50.000. Em nói mấy chị nghe nha. Mà cái con ring này lên, mà lên với con áo, thì có con áo này mấy chị thấy không, họ tiếc cái vải đẹp lắm. Em chọn là mấy chị yên tâm ha. Vải rất là đẹp ha. Vải rất là đẹp, nó có màu trắng nè, màu xanh tím nè. Nó có màu đen nè, đúng rồi đó. Nó luôn không, đúng rồi đó. Đây nè, đó nó có xanh tím nè. Nó có xanh da trời nè mấy chị, nó có xanh da trời. Đó nó còn nhiều màu đó. Màu đen cũng hết rồi. À nó có áo hoa giống vậy mà áo hoa xanh đen nè. Đó chị nào có mua riêng là em sẽ bán áo cho mấy chị với giá 50.000 nha. Nhưng mà em nghĩ mấy chị lên chốt cái trắng, mặc thử đi rồi biết đẹp hay xấu à. Ha. Lấy mấy cái áo không lấy màu đen. À, lấy áo không lấy màu đen một nè. Hai nè, Võ Thị Hồng Đào 50.000. Có hoa nữa nè. Võ Thị Hồng Đào, Võ Thị Hồng Đào. Và Võ Thị Hồng Đào rồi 4 cái không lấy đen. Không lấy đen của Võ Thị Hồng Đào 50.000 cái. 50.000 cái. Anh ơi, ghi để cái áo này trên bàn ghi cho Đặng Hồng Hạnh nè. Đặng Hồng Hạnh nè hả? Cầm riêu ra không lộn á. Đó 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 đúng rồi. Chị Đặng Hồng Hạnh đó. Còn có 1 cái đen à. Dạ. Nếu mà mấy chị không mua ring thì áo 90.000 nha. Áo có size chị Trúc Phương, size chị Trúc Phương muốn lấy size lớn nhất cứ báo em lấy size XL là tới 90-100kg lận. Áo này phơm rộng mà ha. Áo này phơm rộng. Nè có size 2 nè chị Phương ơi. Có size 2 nha. Có size 2 nè, ghi cho Đặng Hồng Hạnh luôn nè. Hàng gì ạ? Của ai? Cao Ngọc Huệ lấy xanh tím hoa và trắng. Mai Nguyễn là lấy tiền ship vậy? Mấy chị mà gửi hàng cho đổi trả mà bắt em trả ship kiểu này là em không có đổi cho mấy chị đâu nha. Trả tiền ship thì bỏ cục hàng lên bàn đi. Mấy chị đổi trả cho mấy chị là bán một bill một cái đồ em lời còn cỡ 20-30. Mà mấy chị gửi đồ đổi trả vậy bắt em trả tiền ship là em bán làm cái lồn gì mấy chị. Đã đổi trả cho mấy chị hàng rồi mấy chị còn vậy, cái người dễ là em sẽ xử lý thêm dễ. Còn sầu riêng cũng cho chị ăn nha. Chị ăn quá chị ăn là Cao Ngọc Phệ 80kg xanh tím hoa và trắng. Hoa nè. Hoa nè. Và trắng nè. Của chị Cao Ngọc Phệ nãy giờ có riêng không? Có riêng không? Có riêng không? Rồi ba cái của Cao Ngọc Phệ nè. Anh này của chị Hương Chu của anh nè. Anh tính còn anh tính giùm áo. Thôi để tí xíu bóp không. Viên Biêu Hương Chu để yên làm ấy. Rồi Mai Phan áo trắng và xanh tím nè. Áo trắng và xanh tím. Rồi hai cái này của chị Mai Phan. Hồi nãy Mai Phan có một cái áo rồi đó. Anh kiểm tra Biêu Mai Phan đi. Mai Phan. Hồi nãy có một cái áo trong quần rồi đó. Đi luôn. Chưa có hả? Mai Phan. Mai Phan. Đây Mai Phan hai áo nè. Ghi chị ghi của 100.000 đi. À, có nằm đi tiền mà tối mới lên được chị. Đợi em lên quần cho mấy chị ngưng để em lên quần hoa. À, áo hoa với lại xanh tím. Xanh tím có nè. Áo hoa bây giờ có size chị không? Rồi hai áo của chị Trúc Phương Nguyên 100.000. Review của chị Hương Chu để yên làm nha. Chừng nào kiếm quần xong đi chốt áo.
đi xử lý 50 ngàn để em bill xử lý đó, chừng nào xử lý lấy quần rồi mới bán áo. Con áo này nó đâu có thể bán giá này được, em bị lỗ mà. Rồi lên quần nha, lên quần. Cái quần này mỗi tội nó còn đường chỉ thôi, về mấy chị cắt thôi ha. Nhưng mà size bé, con này size bé tí rồi mấy chị. Con này còn chỉ, con này là chưa cắt chỉ nè. Con này còn chỉ nhưng mà con này size bé tí, bé xíu, có chút béo em thương. À, con này eo 90, 90 đến 94 nè. Đẹp không mấy chị? Eo 90 đến 94. Con này eo 90 đến 94. Con này mặc theo độ co giãn nha, chứ không phải cầm quần lên nói không vừa. Con này nếu mà không có co giãn là eo 80 nè. Nhưng mà co giãn ra một tí thì nó nằm ở eo. Con này không co giãn thì eo 80 nè. Mà co giãn kéo ra thì nó nằm ở eo 90, 92 cho tới 94. Con này là chị ấy vừa nè. Con này là chị, con này là chị, chị Hoàng Phương lấy được nè. Con này chị Hoàng Phương lấy được nè, chị Hoàng Phương ơi. Hoàng Phương lấy con này đi. Con này Hoàng Phương lấy được, con này eo 90 nè. Chị nào chốt con trên đùi là eo 90, chốt giùm em eo 90 nha. Lên cho mấy chị một con rất cào. Nào rất cào chứ không? À, rất rất đùi lộn. Con này không phải rất cao, mới nhìn sơ con này đẹp nha mấy chị. Con này là hàng hiếm nè, rất vừa phải luôn á ha. Con này eo 88 đến 92 luôn, chốt giùm em rất đen. Rất xanh đen eo 88 đến 92. Rất xanh đen eo 88 đến 92 ha. Em lựa nha, đưa eo lên em lựa. Chứ giờ chị Yên không có lựa được chừng nào cái nào mà. Em chốt xong thì em hỏi lại ha. Chốt xong thì hỏi lại. Quần này size 2X nè, chú quần này chắc eo 110 mấy nè. Quần này chắc eo 110 mấy. Size 2X. Rồi chốt lên quần đây giùm em, eo 101 nè. Eo 106 đến 101. Đẹp không? Rồi. Eo 106 tới 101 nè. Quần dắt dai. Eo 106 đến 101 nha. Eo 88. Quần này phải không chị? Quần rách không? Quần rách đúng không chị Võ Thị Hồng Đào? Eo 88-92 Võ Thị Hồng Đào nè. Võ Thị Hồng Đào. Lấy không rách hơn rách cào cũng không được không? Trang đen rách, xanh đen rách, xanh đen rách khách lấy luôn rồi chị Trang. Chị Trang phải eo 95 đến 98, 78 tí nha. Eo 95 đến 98 nha bé Trang. Eo 106 tới 101 của chị Trúc Phương Nguyễn. Trời ơi, hôm nay chị Trúc Phương Nguyễn chốt mấy con quần đẹp không? Trúc Phương Nguyễn 200 nè. Trúc Phương Nguyễn 200 nè. Lên cho mấy chị một cái con xanh bạc, xanh rất bạc mà hàng độc. Hàng này là mẫu đẹp, màu đẹp không? Trời ơi, con này là khó kiếm lắm. Thông báo với mấy chị là con này hơi bị khó kiếm nha. Con này là coi như là bất chấp mọi lực lượng Tổ quốc Việt Nam luôn. Eo 100 xanh bạc rất. Eo 100 xanh bạc rất. Chị nào chốt eo 100 xanh bạc rách, chốt giùm em. Khách lấy rồi chị. Ví dụ cái nào vừa thì mấy chị hãy chốt nha. Mấy chị đừng có đổi tới đổi lui. Tại quần này mỗi mẫu nó có một cái, em không có lai tới lai lui được mấy chị ha. Quần này là hầu như không có lai tới lai lui được đâu nha. Nè, kiếm con quần xanh đen. Xanh đen rách cho bà Trinh Nguyễn, bà Trang Nguyễn coi cho bà nhoi quá. Trời nhoi luôn á. Bà nhoi thấy sợ luôn. Gì? Eo 100 của Thảo Hồ nè. Thảo Hồ eo 100. Thảo Hồ là từ lúc gặp em mà mặc quần Việt Nam xuất khẩu là bả cứ Việt Nam xuất khẩu mãi đỉnh. Eo 106 của Khang Phúc nè. Khang Phúc ơi, eo 106 của Khang Phúc nè, bé Khang Phúc ơi. Eo 106 nè. Eo 106 nè, bé Khang Phúc ơi đó. Đó, ok, thấy chưa? Mấy chị thấy không? Em là coi như em đọc tới tên người nào là ta nói người đó hốt à. Quần bả mua chắc 30 cái rồi đó. Mà suốt ngày hỏi Yên ơi, quần Việt Nam xuất khẩu về chưa? Chị hết quần mặc rồi. Suốt ngày bả ở cái chế độ vậy á mấy chị. Ở chế độ là mặc chế độ bay lên á. Đó là bả. Nè. Liên không rách, xanh đậm. Của ai nãy rồi chốt đây? Ai à, chị Mai Khang phải không? Phải chị Mai Khang không?
Rồi eo của chị Mai Khang luôn nè. À phải Mai Khang không? Đúng rồi, eo của chị Mai Khang, đúng không chị Mai Khang? Ý Yên nói đúng không chứ? Cái chỗ này là được gấp gấp thôi, giờ chị giặt nó ra à. Mai Khang 200 nè. Bật cho đồ bay lên. Bật cho bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Mai Khang, ê! Có một con áo hồng nè chứ, có một con áo à, hồng, hồng có cổ. Hồng có cổ thôi, sale luôn cho mấy chị 80.000 nè. Hồng có cổ sale luôn mấy chị 80.000 nha. Con này size lớn à, con này size 90-95kg à. Chị nào chốt hồng có cổ chốt cho em vải coi dễ đẹp lắm. Không, nó quá đó con. Cái mẫu nó vậy á, kệ nó không sao đó. Cái mẫu nó vậy á nha chị Mai Khang. Mẫu nó vậy á, nó sao hết trơn á. Bật chưa bay lên, bay lên. Chị Hồng Điệp 80.000 của chị Nguyễn ở lột. Chị Út Điệp, Nguyễn Út Điệp nè. Nguyễn Út Điệp 80.000 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con ring xanh bạc vải dày. Nếu mà xử lý vừa con này thì phải hút liền nha. Nếu vừa là hút liền ha. Nhưng mà rất tiếc không vừa con này, eo 100. Eo 100, vải ring dày, độ co giãn cao. Ok chưa? Con này eo 100, vải ring dày, độ co giãn cao. Eo 100 tới 102 cũng vừa đó. Eo 100 đến 102 cũng vừa nha. Thảo Hồ nè. Thảo Hồ 200. Lâm tiếp cho mấy chị một cái con jean. Jean rách hai bên gối, con này size nhỏ. Con này size nhỏ nha. Size nhỏ, size nhỏ. Eo 92, eo 88 đến 92. Rách hai gối, chốt giùm em eo 88, 92 rách hai bên gối. Này rách gối thôi. Ở dưới cái tua nó không có, nó không có đẹp thôi. À, nó không đẹp là kiểu nó. Đợi lâu quá em đi ngủ đây 100 chơi luôn khách lấy rồi. Cái quần này là chị phải ngồi lựa rồi chị. Chứ cái quần này mà muốn mau sao mau được. Mình like một cách. Mấy chị mà muốn hàng xưởng dễ lắm. Lấy nguyên ri vậy đó, lấy 5-7 ri về mấy chị đưa lên nhiêu ký là em liệm. Nhưng mà quần này là mỗi mẫu nó có một cái rồi. Mấy chị đừng giận mấy vụ này tội nghiệp em. Thì em cũng muốn bán nhanh em sướng cho bộ mấy chị. Nhưng mà tại sao em lại chọn khổ? Tại vì em thích đẹp. Tại vì em mình mặc đẹp là khách cũng sẽ mặc đẹp nè. Mình thích là khách cũng sẽ thích với chị. Eo 95 nè. Chị nào 75kg chốt. Eo 95 nè. Chị nào 75kg chốt nha. Eo 95. Chị nào 75kg chốt. Gì con? Cái gì mà nó nhìn tôi một cái nó đi vậy? Hết đen rồi, họ lấy màu xanh được không? Hết đen rồi. Giờ đọc kỹ giùm Mai Khang chứ Mai Khang hay đúng rồi, đọc lục lộn thôi, không đi qua. Giờ áo màu hồng không còn, cho Hân Ngọc cái màu khác được không? Cho cái xanh kép được không? Nè, cô không cho bà xanh kép, tôi cho bà xanh đen có cổ nè. Chịu không? Vải đẹp lắm nha Mai Ngọc. Vải đẹp lắm nha Hân Ngọc. Nè Hân Ngọc 80.000 nè con. Hân Ngọc 80.000. Thanh đi tay của Hân Ngọc. Không kịp, không kịp. Em có một con xanh kép nè. Em có đúng con xanh kép nè. Chịu ok rồi con. Em có một con xanh kép. Size này size dưới 85kg nè. Xanh kép bán với chị 80.000. Cho những chị có mua rin nha. Cho những chị có mua rin. Có mua rin là nói thiệt đó. Em có một con quần phơm dày. Vải rin, nói chung là rin này mặc được hết là xử lý. Rin này không có rin hỏng. Xanh đen à, con này chị gì hồi nãy nói Uyên Uyên. Eo 101 của Uyên Uyên là eo 106 đến 101 nè. Eo 106 đến 101 của Uyên Uyên là chốt giùm em xanh đen. Chốt giúp giùm em xanh đen nha. Một cái xanh không? Xanh kép, xanh kép của Võ Thị Hồng Đào 80.000. Hồng Ngọc của chi á? Xanh kép của Võ Hồng Võ Thị Hồng Đào 80.000. Eo 106 tới 101 đẹp quá mấy chị ơi. Eo 106 tới 100 là chốt. Ngồi im đó đi Ly. Ly đừng có nhoi. 106 tới 101. 106 tới 101. Chồng tôi tưởng đâu ổng là thủ trưởng tủ dân phố không có mấy chị.
trước nhà, cái lạng tới lạng lui ổng ra ổng canh liền. Ổng là tổ trưởng tổ dân phố mà. E106 nè. E106. Chốt giúp dùm em con này, E106 con này là vải zin hơi hơi mỏng chứ không dày đứng nha. Nhưng mà nó là đúng chất zin luôn. Chứ nó không phải mỏng lét nha mấy chị. E106. Ai chốt E106 chốt dùm em E106 ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con zin không hả? Con đẹp không? Con gì? Con gì màu xanh hết rồi, màu hồng. Cái gì vậy? Con ngọc. Con chị một con này xả ra đi. Không có chị, không có con màu hồng. Rồi zin xanh đen không rắc. Zin xanh đen không rắc E100. Rồi bài gì quên mất rồi. Cái bài gì là bà Trang Nguyên, bà Trang gì, bà Trang nhí nhe nhí nhảnh đâu rồi. Con này là ngàn độc nè. Con này để riêng để bán cho khách nè. Con này thứ nhất là xanh đẹp, thứ hai rinh đẹp lắm mấy chị, coi rinh nè. Em nói thiệt, rinh dày mà đẹp không? Ủa, xuất sắc không mấy chị? Con này quá đỉnh luôn á. Con E100 quá đỉnh luôn. E100 của Trần Tuyền nè. E100 của Trần Tuyền. Rồi lên tiếp con. Nè, con này cũng form đẹp nè. Trời, hôm nay rinh về mê quá mấy chị ơi. Hôm nay rinh về đúng mê luôn á. Bởi vậy tại sao em lựa quá trời? Tại sao em lựa quá trời? Con này E106 nè. Mấy chị coi cái form rinh E106 đẹp không? Nè mấy chị coi nè. Trời ơi, nó làm từ cái form tới cái quần tới cái vải. Quá đỉnh luôn á, mà chỉ có 200 thôi. Chốt giùm em E106. Đây là E102 tới 106 được nè. E106. E100 khách lấy rồi. E106 nè. 106, 106. Lên cho mấy chị một con rin bạc ít đó. Con này cho E100. Con này giống như rin đậm chị Trần Tuyền mới lấy, mà nó là rin nhạt nè. Y chang luôn. E106. Đó, bà Trang Nguyên nhí nhảnh đó. Cái lúc kêu không thấy bà đâu đó. E94. E94 nè quý vị. Trời ơi, rin dày nha. E94 form đẹp nha. Mấy chị coi form nè. Coi form rin nè. Xuất sắc không? E94. Chị nào E94 chốt giùm em E94 nha. E94. Lên cho mấy chị một cái con rin viền vàng, size nhỏ, size không có lớn. Size này là size không có phải size là 90-100kg nha. Size này xanh đen viền vàng. Xanh đen viền vàng E100. Xanh đen viền vàng E100. Thả chưa? Chốt giùm em là E100 đen viền vàng. Đen viền vàng E100. Đen viền vàng E100. Lấy cái này đi chị Trang. Chị Trang lấy cái này đi chị Trang, đừng có nghỉ. Chị nghỉ rồi em bán cho ai chị Trang. Trang đừng nghỉ nha Trang nha. E100 xanh đen viền vàng. Nè, em đo con này mà chị vừa là em tự chốt cho chị Trang rồi, cho bà khỏi đi ngủ. Chán quá chán rồi, like có một chút mà một chục bà đòi đi ngủ. Không có ai làm gì luôn á, không ai ru luôn á. Nè, chốt cho bà Trang Nguyễn cái quần này đi. Đẹp không? Nói xấu một cái nữa, quýnh chạy không kịp luôn á. Chán thiệt á chứ. Quần này nó có một cái đường lỗi sau này nè chị Trang. Em tính chị 150 nè. Dạ. Rin không có bị gì hết trơn á. Nè. Nè, tính chị 150 nè, nó không có bị gì hết trơn á. Ha. À, lấy quần này đi, 150 của Trang Nguyên nè. Cho bà bớt ngủ đi. Chứ bà đòi ngủ hoài. Live trưa mà làm như live 2 giờ đêm mấy bài là cũng đòi ngủ hết trơn á, tức thiệt chứ. Em 100 nè. Tức chưa? Cũng mấy chục năm nay hết rồi. Thiệt chưa? Like có một chút buổi trưa, tao kiếm tiền một chút buổi trưa à. Bây giờ bán được nhiêu cái quần rồi con? 5 cái. 5 cái mới bán được có 5 cái quần rồi nha mấy má. Like có một chút mà chục má rồi đi ngủ à. Cái quỷ gì á. Quần này E106 nè. Thứ quỷ gì á. Quần này rất cao, nãy giờ mấy chị mua nhiều rồi nè. Đây. Lên cho một con rin bạc. Hàng độc như thịt vịt, nãy giờ chưa thấy. Ok chưa? Eo này là eo 85 đến 88.
Bé Long đi cho con. Ra ba chở ra tiệm mai đi hay con. Đi để gì tự làm tự gây cho. Rồi ba gì ba chở gì lên đi go ôm. Ôm hết cái kho Rinh về để dành bán cho Rinh này đẹp quá. Em 106 của Trúc. Chị Trúc Phương Nguyễn coi trùng mẫu á nha. Chứ em thấy bị trùng mẫu đó chị Trúc Phương Nguyễn ơi. Coi trùng mẫu á chứ em thấy giống nhau đó. Đưa cái bút lông với cái giấy qua đây. À, chị Trúc Phương ơi. Bị bóng nữa. Eo 85 đến 88 nè. Vậy đi em, trời má được con quần đẹp thì lại eo 85 đến 88. Eo 9 mấy là chị về 4 chữ chị lấy rồi. Cái quần này là nếu mà về bung ra đẹp một cái là phải đi hút nữa. Thiệt luôn. Chứ không hút là không có hàng, cái hút cái con mắt 280 đi. Mấy chị mua cũng tội nghiệp mấy chị, quần này nó bị, quần này đẹp mà nó bị mất mẹ cái nút rồi. Trời ơi. Quần này đẹp mà mất mẹ cái nút rồi. Có ai vừa quần này không? Ok. Quần đẹp thì mắc mẹ cái nút. Má em đèn mơ vắng vắng. Chị Trúc Phương Nguyên ơi, coi bị trùng hả chị? Mua đi làm không sao hả chị? Không, tại vì nhiều quần nó về liên tục quá. Nè anh ơi, Trúc Phương Nguyên nè. Trúc Phương Nguyên 200 nè. Chế Yên có quần riêng xanh đen 75kg cho mình một tháng nha, đừng có gấp. Rồi chị, rồi em coi được có cái nào đó em để ra. Đó, con này size nhỏ nè. Đẹp ha. Ôi màu đẹp mà rất cũng vừa phải nữa. Mà rất vừa phải thì không phải gu em. Nè, eo 95 nè chị. Chị về 4 chữ Võ Thị Hồng Đào nè ha. Võ Thị Hồng Đào nè ha. Một nuôi chị luôn á. Một nuôi chị luôn á. Đó, eo 90, eo 93 đến 95 nè. Eo 93 đến 95. Màu bạc 80kg đây, màu bạc 80kg nè chị. Nãy em đưa lên chị không thấy nè. Sai chị nè chị. Sai chị nè chị Cao Ngọc Huệ. Màu bạc không rớt sai chị nè chị. À, con này eo 96 à. Con này eo 96 à. Màu bạc này eo 96. Eo 95 của Helen Thảo nè. Helen Thảo 200. Helen Thảo 200. Lên cái màu bạc size nhỏ, size bé xíu nha. Size này eo 82 thôi nè. Con này chắc chắn eo 82 luôn, khỏi đo. Eo 82 khỏi đo. Riêng còn nhiều lắm nha mấy mé. Size nhỏ nữa nè. Size bé xíu nè, eo 80, 82, 84 á. Eo 82 cao 80, 82, 84. Con bạc eo 96. Bà eo 96 của bé Helen Thảo không rớt. Helen Thảo 200 không rớt eo 96. Rách đùi. Con này là rách đùi xanh đen nè. Em cực kỳ mê form này nha. Nói nhỏ nhỏ cho mấy chị biết thôi, cực kỳ mê form này. Mê dữ lắm, eo 100 nè. Ai là môn eo 100 nè, chị gì chị mà chị Trang Nguyên hốt con quần này đi chị Trang, thêm con nữa. Em nói đẹp lắm nha, đẹp dữ dằn lắm chứ không phải đẹp 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 bình thường và tầm thường đâu. Eo 100 đó, học tên luôn á nha, học tên rất là rõ luôn rồi đó, học tên rõ dữ lắm nha. Không rớt à, có rớt xanh đen, có rớt xanh đen. Em nào eo 8 mấy nè, có rớt xanh đen. Eo bé bé. Eo này eo 90 nè. Nè chị Hương Chu lấy quần này đi chị Hương Chu ơi. Chị Hương Chu ơi lấy quần này đi chị Hương Chu ơi. Ôi chị Hương Chu ơi. Rách đùi của chị Yên Phi nè. Yên Phi 200. Yên Phi 200 đây cục cưng ơi. Chốt giùm em eo 90. Cái này của chị Hương Chu nè. Hương Chu ơi, Hương Chu hỏi Hương Chu, chị ở đâu rồi Hương Chu? Yên Phi không có dấu. Chị ở đâu rồi Hương Chu? Quần không rách. Quần này chỉ rách cào và rách xước thôi chứ không có rách lỗ nha. Rách cào và rách xước. Eo 90 của Võ Thị Hồng Đào. Chị Võ Thị Hồng Đào. Eo 90.
Đây. Eo 90 luôn nè. Eo 90 hàng độc. Màu đẹp không? Eo 90 hàng độc. Chốt giùm em cho đúng câu cho em biết cái mẫu này coi quá. Bà lòng mẹ coi quá chứ rất màu đẹp nè. Eo 90 hàng độc. Hàng độc là eo 90 rất cao. Nè eo 90 của chị Hương Chu rất cao nè. Eo 90 rất cao của chị Hương Chu. Chị Hương Chu eo 90 rất cao. Cái này size 2X nè. 2X nè. Eo nè. Con này là từ đầu like có được con, khách chốt xong giờ mới được con nữa nè. Ha. Eo 104. Không ai chốt chốt cho Khang Phúc. Eo 104 không ai chốt chốt cho Khang Phúc. Không ai chốt thì chốt cho Khang Phúc. Eo 104 rinh dài co giãn dày. Ha. Eo 104. Eo 104. Eo 104. 104 của Sởn Lý. Sởn Lý 200. Size nhỏ nè. Size nhỏ nè mấy chị. Size nhỏ xanh đen nha. Con này chị gì đó mới lấy, chị Đào mới lấy. Eo 90 Võ Thị Hồng Đào mới lấy em này, còn một em. Võ Thị Hồng Đào. Em nói thiệt mà tí xíu em lên em mốt hết mới rim này à. Võ Thị Hồng Đào. Võ Thị Hồng Đào. Có hai con áo màu xám, chị nào có chốt rim thì bán cho hai con này với giá 5 triệu. Đây có một con tím này nè quý vị, có một con tím này nè chị nào. Có một con tím này nè chị. Rồi lên tiếp rim nha. Đừng xa em đêm nay khi ba má em đang ở đây. Đừng xa em đêm nay. Đen viền ở đen viền vàng size nhỏ. Đen viền vàng không rách size nhỏ. Quần này hồi nãy giờ ai chốt nè. 75kg của Hồng Hạnh Hạnh Nguyễn. Không nhớ đâu trời, chị Hạnh chốt gì không? Hoàng Hoàng Phương. Hoàng Hoàng Phượng gì, Hải Yến Hải anh à. Hoàng Phượng phải không? Rồi 200 nè. 200 của Hoàng Phượng nè. Xem cơm yếm. Xem cơm yếm. Áo tím của chị Lê Nhật Lệ là 90.000 nha chị nha. Không có quần rin là áo tím là 90.000 ha. Lê Nhật Lệ 90.000. Nhớ tới đâu là chốt tới đó đó. Nhớ tới đâu chốt tới đó mấy chị. Nhớ tới đâu là chốt tới đó chứ. Nhiều lúc nè, con này cũng eo 90 nè. Đẹp, mẫu này đẹp nè mấy chị. Mẫu này đẹp quá trời. Mẫu xanh đen viền vàng nó đẹp quá trời luôn. Cái bao này là bao áo có cổ. Có một con đen. Đen size lớn. Đen size lớn đáy cao. À, cho em một bộ nâu sau lưng 70kg. Dạ ok chị Trần Thị Tuyết Nhung nè. Để em xuống em lấy. Nó có 3 màu lần chị Nhung. Nó có màu nâu, màu vàng bò và màu đen. Mà màu đen hết sang chị. Em còn con quần rin nam size 36 nè. Chị nào chốt nè anh Trần Thị Tuyết Nhung 200 em còn con dấu. Có dấu đang comment lên á. Em còn con quần rin nam size 36 màu đen nè. Chế nào chốt quần này chốt giùm em nha. Quần rin này size 36 của nam. Của nam á mấy chị, chứ không phải của nữ đâu ha. Chồng chị nào mặc 36 thì chốt 36 ha. Chồng chị nào mặc 36 thì chốt 36. Eo 100 là nó nằm còn cỡ trên dưới 80kg hả chị.
77 đến 82, 83, 84 tùy á. Tùy cái chiều cao với tùy cái dòng bụng á. Áo thun có màu trắng, màu xanh tím và còn cái màu xám chị. Hết rồi. Chân váy jean màu xanh dài tới gối eo 90-93. Em chụp lại tí xíu em soạn cho chị nha. Chân váy jean co giãn phải không chị Nhung? Xin được chị xuống. Chị Nhung chân váy jean. Cái màu trắng của Yến Phi. Yến Phi màu trắng. Yến Phi 50.000. Em đáng lẽ 250 mà nó còn đâu rụng rồi. Có 2-3 cái ở ngoài đây em lụm này em bán 200 à. Nhưng mà coi giãn nha chị, coi giãn nha chị Trần Hạnh Kim. Nhung ơi sao cho địa chỉ số điện thoại trên này vậy? Cho địa chỉ số điện thoại trên này là dễ bị mấy quỷ lừa đảo nó. Em mới nhắn tin trong tin nhắn cho chị Nhung mới đừng có cho trên này nha. Hai mẫu này và 73 kg, còn chị Nhung có lấy hai mẫu đó thì báo em luôn ha. Hai cái mẫu đầm mà chị Nhung hỏi á còn. Nhưng mà cái mẫu đầm kia không có cài áo nha. Mẫu đầm riêng thì không có cài áo. À, mẫu đầm riêng không có cài áo. Mẫu đầm riêng không có cài áo này, em xóa cái bình luận rồi địa chỉ số điện thoại của chị Nhung nè. Hả? À. Hồi nãy của chị Hồng Phượng con xanh đậm hay xanh nhợt kìa. Ông đang hỏi chị. Nãy em kiếm với chị Hồng Phượng là xanh đậm hay xanh nhạt kìa. Dạ ok, Hạnh Trần Kim 200.000 quần nam. Chị cái quần này form của Zara đó chị. Thì coi hàng của Zara nè. Hàng này hàng của Zara nha chị Trần Hạnh Kim, chứ không phải hàng thường đâu à. Trần Hạnh Kim 200.000 size 36. Hàng Zara đàng hoàng đó, chứ không phải hàng thường đâu. Hình như con em còn được mấy cái mà để em coi thử. Nó nằm ở đâu quá mấy chị. Rồi lên quần tiếp nha. Em có một cái con quần xanh bạc vải dày. Nếu mà Trần Ly, nếu mà Lý sởn Lý vừa cái quần này thì nên hốt nha. Nếu sởn Lý vừa cái quần này thì nên hốt nha. Hầu như có một con hay sao. Có một con rồi nha mấy chị nha. Một con này size lớn, con này size khoảng cỡ 90 kg. Để đo thử. Con này eo 112. Con này eo 112 nè mấy chị. Xinh không? Con này eo 112. Con này là vải hơi bị đỉnh nha. Con này là đúng chất rin luôn nè. Eo 112 em này. Trời ơi ai mở cho em qua vậy Đô-la? Đô-la eo 112 con này à. Con này chị Phương Thảo, Phương Thảo Bình Phước nè. Phương Thảo Bình Phước con này nè. Úp vô bỏ giùm con đi không? Đóng cửa lại không, Đô-la nó chạy ra. Phương Thảo Bình Phước 200 nè. Chị Phương Thảo Bình Phước con muốn lấy áo 50 thì báo em nha. Báo em. Con này chị Tú Linh cũng vừa nhưng mà khách lấy nè. Chị Tú Linh 9 mấy ký eo chị còn cỡ như đó đó. Em có một cái con rin. Này rin đen nữ. Rin đen nữ size lớn nè. Chị Phương Thảo có muốn lấy luôn không? 200. Con này là eo 110. Con này eo 108 tới 112. Xanh đen, quần đen.
Quần đen 200 ngàn. Chị Phương Thảo có muốn lấy quần đen luôn không? Quần đen 200 ngàn. Quần đen 2 riêng đen 200 ngàn. Riêng đen 200 ngàn. Của chị Phương Thảo luôn. Dạ. Phương Thảo luôn nè. Để từ chị nào mà mua quần thì mới được mua áo giá 50 ngàn nha. Phương Thảo Bình Phước 200 nè. Bỏ cái đen lên luôn. 200. Rồi em có một cái con quần. Không rách. Mà không rách có bạ vàng, không rách có chạy chỉ vàng ha. Không rách chạy chỉ vàng. Không rách chạy chỉ vàng eo 110 chốt giùm em, không rách. Chốt giùm em không rách eo 110. Không rách eo 110 có tua nè chị. Không rách eo 110. Chị nào chốt không rách eo 110 chốt luôn nha. 200. Có quần 100 kg nhiều lắm chị Thương Ngọc ha. Để. Chốt giùm em xanh đen viền vàng. Xanh đen có quần 100 kg nhiều lắm chị. Xanh đen viền vàng là chị Thảo có lấy thì lấy đi nha. Xanh đen viền vàng. Em lên cho mấy chị một cái con xanh bạc tua size nhỏ. Con này size nhỏ thôi, con này eo 80 thôi. À, con xanh bạc này eo chỉ có 80 thôi nè. Eo 80 xanh bạc. Eo 80 xanh bạc. Chị nào chốt tìm mấy chị một con riêng đen hơn 100. Ok. Một con riêng đen hả chị? Riêng xanh đen hay là riêng đen eo 100 thì em không còn. Em còn đúng con riêng đen này nữa. Riêng đen này size nhỏ nè. Chế nào size nhỏ chốt con này nha. Riêng đen. Riêng đen. Bỏ ở dưới trước mặt ai út đừng có bỏ lên cái bao nó lộn vô cái bao hàng. Đây này còn cái nữa. Nè con riêng đen này eo 90 nè. Ai chốt riêng đen eo 90 thì chốt nè. Chị Hoàng Phương và Hoàng Phượng có lấy con này không? Hoàng Phượng ơi chốt chị con này nha chị Hoàng Phượng. Chốt chị con quần riêng đen eo 90 của chị nha. Eo 86 đến 90 của Hoàng Phượng nè. Hoàng Phượng. Hoàng Phượng chốt con này để chị vải đẹp lắm. 200 của Hoàng Phượng nè. 200 của Hoàng Phượng nè. Rồi đi xuống nhà dưới làm cái gì rồi. Dạ quần rinh 100 kg nè chị. Rinh 100 kg trời ơi mẫu ưng lắm luôn á nè. Rinh 100 kg nè chị coi vải nè. Rinh 100 kg nè chị Thương Ngọc. Xuất sắc chưa? Đây là rinh 100 kg. Lên tiếp nha. Bao rinh bé lùng chưa đổ ra luôn. Bao rinh bé lùng chưa hề đổ ra luôn. Em lên cho mấy chị một con rinh đậm. Em gửi hình một chân váy hai đầm trong tin nhắn cộng bộ nâu sau lưng chị. Dạ ok chị Nhung. Biết sao không, nhà em có nhân viên á, chị đợi em làm xong rồi em trả lời tin nhắn cho chị nha. Đợi em chút xíu. Cho chị một quần, một quần rách và quần quần ống tua em 108. Dạ ok chị. Lấy em cái xanh vừa đưa lên của Thương Ngọc nè. Thương Ngọc không có dấu nè. Trời ơi con này hơi bị đẹp luôn nha chị Thương Ngọc. Chị Thương Ngọc vô trọt con tay cho em. Cho em biết Thương Ngọc nào không lộn Thương Ngọc nữa. Thương Ngọc 200. Nè quần này nè. Mấy chị coi nè. Luster là chỉ có một cái đường cào nè. Nhưng mà con này tay nhỏ nha. Con này thông báo với mấy chị là con này eo chỉ có 94 thôi. Eo 92 đến eo 94. Chị nào vừa quần này là mặc lên form hơi bị đẹp luôn á. Eo 92 đến 94. Chị nào chốt eo 92 đến 94 chốt giùm em eo 92 đến 94. Ha. À, eo 92 đến 94 quần này. Mẹ mấy cái con quần này nó đẹp quá mà nó bị lỗi có tí xíu à. Nó bị lỗi gì mà chị biết không, nó lỗi cái đường này, nó có một đường chỉ bị rút ngang á. Em cũng không trả đâu. Em để mấy cái quần này lại em bán cho uổng quá trời, quần form đẹp. Quần này hàng xưởng không bằng được cái móng chân của nó. Eo này của chị Mai Phan nè. Út mới tắm con xong á hả? Đã dữ trời, thơm nữa chứ, thơm mùi dầu thơm nữa chứ mấy cô. Mai Phan nè. Thơm mùi dầu thơm quá trời luôn á mấy cô ơi. Rồi nó đâu mất rồi? Xăm tui ở đây vậy? À, rồi. Đây nè. Ngồi lên đây.
có quần, có em quần của chị Hồng Mỹ Chi là em 100. Rồi em nha. Ngồi yên đó. Không phải ba gì là mày muốn chạy đâu mà chạy đâu. Đập chết cha. Rồi lên quần riêng rách nè. Ai mà bữa nay size lớn là tranh thủ lấy nha. Chị Phương Thảo Bình Phước nè. Quần này eo chị Phương Thảo Bình Phước nè. Quần này eo chị Phương Thảo Bình Phước nha. Quần này là eo 112 nè. Eo 112 là eo của chị Phương Thảo Bình Phước nè. Rất vừa và rất là đẹp nè. Mấy chị thấy không, cái quát mở sâu sâu phần mông nó cũng đẹp nữa đó. Eo 112. Ai eo 112 chốt quần này giúp cho em. Eo 112 nha. Kiểm tra đi. Eo 112, eo 112. Ai chốt eo 112 nè, quần rất tua nè. Ngồi yên đó nha. Không phải muốn gì là muốn đâu. Không phải là ba với bà Út là cưng là muốn gì muốn đâu nha. Tao đập chích mày à. Dữ lắm à. Eo 85 đến 88 nè. Eo 85 đến 88 nè. Đó. Eo 85 đến 88. Đúng rồi anh. Rồi em lên cho mấy chị một con quần rinh xanh bạc nè. Đẹp không? Trời ơi em nói quần hôm nay 200 đẹp lắm. Em tranh thủ chút nữa em đi lấy thêm á mấy chị. Lấy thêm từ từ bé. Con này eo 88 đến 92 xanh bạc. Eo 88 92 xanh bạc. Hồi nãy giờ mấy chị chưa mua quần này nè. Xanh bạc eo 88 92. Eo 88 92 xanh bạc nha. Chị nào chốt xanh bạc eo 88 92 chốt giùm em. Để nói nằm im nha. Ông không quýnh cái ba nhỏ ra luôn á. Lên cho mấy chị một cái con rinh tay nhỏ. Em tay nhỏ nha. Tay này của chắc của Thi Trần quá. Anh ghi ra tay này của Thi Trần nha. Thi Trần 200. Eo bé xíu. Eo 92 của chị Lê Nhật Lệ. Đây hả chị ha. Rinh bạc không. Lê Nhật Lệ. Lê Nhật Lệ hồi nãy có cái áo, sửa cái áo lại. Vậy hồi nãy có cái áo 90 đúng không? Giờ em ghi cái quần này là em bớt lại 40 là 160 nha chị Lê Nhật Lệ. Ok chưa? 160 của Lê Nhật Lệ nè. Thôi sửa lại chị 50 của mẹ 200 đi cho dễ. Ừ thôi sửa, tự sửa đi. 50 với 200 đi. Em 92 của Lê Nhật Lệ. Em lo ngắm đô la quên. Quên không? Thầy thấy nghe lời không? Cái cô mà cô động trời động đất luôn. Hôn lắm nha mấy cô. Đấy, cho làm đấy. Bà vú bà tắm bà xịt dầu thơm xâm lận luôn. Có xịt cho hai con giái không? Bóp giái. Có bóp giái, có nắng giái thôi hả? Bóp giái hết. Nè, không phải đụng vô là cưng đâu nha. Đụng vô nó là nó chạy liền. Khôn lắm. La đó nó còn nghe. La mày tao gì đó nghe ráo không? Còn mà kêu con cái là bắt đầu không có nghe lời. Đứng hai chân đi, hai chân cũng vậy á. La là đứng ha, là đi ha. Eo này eo 85 nè, còn không la hỏi là khỏi. Khỏi. Khỏi đứng khỏi đi luôn. Khỏi. Eo 85. Ê ê ê ê. Mày tưởng tao lận mày hả? Hỏi em. Mới nhé nhé giỡn giỡn cười cười vậy kia. Con cặp mắt à. Mới nhé nhé giỡn giỡn cười cười kia bắt đầu phóng lại đó. Bắt đầu á. Con quỷ đồ yêu đồ tiêu văn lộ hôm nay chắc chín tóc đó chị. Chín tóc nha. Quỷ yêu à. Mới thấy nận 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 cái phóng lại liền. Mày lanh lắm. Eo 108 nè. Eo 108 nè chị Tú Linh. Tú Linh eo 108 nè. Chị ơi nhận hàng rồi. Đưa áo đầm gửi về cho chị. Đưa người giao hàng được không? Chị để nó đi mua cái gì rồi cho em đổi cho em lấy giờ sau. Đừng có đưa giờ. Đưa giờ lộn em không có kiểm tra hàng được á. Nó hiền. Con này tính ra quân đồ con này nó hiền. Con này nó hiền cực kỳ luôn. Mà cặp mắt nó đóng thảm hay lắm Thảo. Mắt nó đóng thảm, lụ đẹp đó. Nó đóng thảm cực kỳ. Quần này quần rin không rách. Nãy giờ chị nào dặn quần rin không rách eo 100 có nè. Rin không rách eo 100. Ai dặn eo không rách xanh đen eo 100 đây nè.
Hồng Mỹ Chi. Chị Hồng Mỹ Chi. Hồng Mỹ Chi. Eo này 104 lận. Eo này 105 lận. Cái này chị Hồng Mỹ Chi cũng rộng. Eo 105 nè. Ai chốt eo 105 chốt giùm em. Eo 105. Chính tóc chốt cho chị. Cho chị gì? Cho chị Tú Linh rồi. Chính tóc chốt cho chị Tú Linh rồi. Để em coi thử còn không. Nè rin xanh đen rất nè. Rin xanh đen rất ngay đầu gối nè. Quần đó chị cao Ngọc Huệ 80kg. Hơi rộng á chị, nó hơi rộng tí xíu. Để coi thử em còn mẫu khác không. Con nào hơi rộng tí chị. Chị lấy không rách hả? Chị lấy rách tiếp được không chị? Chị lấy rít chị này. À Hồng Mỹ Chi ơi, đây size của chị nè. Chị Hồng Mỹ Chi ơi, lấy rách cũng được nha chị. Hồng Mỹ Chi 200 nè anh. Chị 100 nè. Eo trăm của Hồng Mỹ Chi nè. Cho chị mới có một cái rồi nha. Không rách eo 105. Không rách eo 105 nè chị. Không rách eo 105 của chị Phương Thảo Bình Phước nè. Để xong em đưa áo lên cho chị Phương Thảo Bình Phước. Xuống 2 cái không hả? Ủa chứ em mua thêm không được không anh? Đây 2 cái nè. Sao mà nó mới có 1 cái. Em có nói 1 cái, em nói chị Tú Linh mà nói gì á anh? À biết. Tưởng mà nói chị luôn. Anh gì ra vậy? Ta. Không biết. Trời. Ông ghi cái kia cho ai? Ông biết chi, tôi ghi ông biết chi. Thì tôi phải hỏi lại cho ông ghi lộn mà ông kêu kệ ta. Tao nghe tay mày đó. Trời, nhìn cái cặp mắt đó trời. Ê Linh Thảo, mày ra mày nhìn cặp mắt nó mày muốn xỉu luôn á. Dạ, để em lấy cái nhỏ đây. Thôi em lấy hai cái rồi đợi em tí xíu. Nãy giờ để con này trong rồi hàng Nova nữa nè nha. Hàng này hàng Nova nha mấy chị. Thông báo với mấy chị là đây là Rin Nova của Mỹ nha. Thông báo với mấy chị luôn ha. Đây. Xuất sắc chưa? Nếu mà eo này là eo 108 nè. Rồi chốt con này thêm cho chị Tú Linh luôn anh. Trời ơi chị Tú Linh hôm nay được hai con quần nhức nhối luôn á. Tú Linh 200. Chị Tú Linh hôm nay được hai con quần nhức nhói luôn á. Tú Linh 200. Em ngắm nó nãy giờ đó, nó nhìn bằng cái ánh mắt cái kiểu như là thấy thương lắm. Mày nhìn gần cái cặp mắt nó đi. Nó không dám đi luôn, nằm nó im luôn, không biết hết. Nãy vậy, vậy biết nghe hết nha. Vậy biết nghe hết trơn hết trọi á. Hay Lan Thảo, buổi sáng mà nó phóng giường tao ngủ á, bà vú liếm mở cửa vô eo 88-90 nè. Đẹp ha. Mấy con em nhỏ đẹp ghê. Là hả? Mà tao còn buồn ngủ tao kêu đi xuống hả con? Là xuống đứng ngay cửa, không dám bước lên giường. Mà chỉ con mày nói nhỏ, con ho lên mẹ biểu. Vậy là y như rằng là phóng lên ngay chỗ nằm là nằm im run luôn cho ngủ đã đẹp không? Đẹp chưa? Hy vọng con này eo 100. Hy vọng con này eo 100 chốt cho chế ca. Chốt cho chế ca Ngọc Huệ. Eo 100 đi rồi, eo 100 nè. Chốt con này cho chế Cao Ngọc Huệ. Nó không rách đâu nha chị, nó kèo quát gì đó. Cao Ngọc Huệ 200. Cao Ngọc Huệ 200. Được hai cái, được hai cái thôi chị. Một cái chính tóc rách với một cái kia. Ê, quần màu đẹp nè mấy chị. Màu đẹp không? Trời ơi, ở đâu ra mấy con quần này không biết nữa. Để coi thử Thi nó vừa không. Size cũng Thi nè. Size cũng Thi nè. Thích đi chơi không? Tay cũng Thi Trần nè, hả? Eo 85 nè. Tay cũng Thi Trần. Dạ để kiếm cái quần cho chị. Quần rin bạc này mấy chị. Quần rin bạc nha, quần này về mấy chị săn một like lên, săn đúng một like cho em rất là đẹp. Một like, hai like tùy mấy chị muốn cao muốn thấp nha. Nè, rin này rin dày mà form đẹp lắm nha chị Thảo. Chị Thảo ơi, rin này rin dày mà form rất là đẹp nha. Đồ co giãn rất là nhiều nha. Ngủ luôn rồi mày. Ngủ luôn rồi chơi lên hả. Con rin này là đúng chất rin nè. Đúng chất chơi của rin luôn á. Con này nè. Con này là đúng chất chơi của rin luôn.
nhoi rồi đó. Eo 141. Eo 141 là chị Thảo ơi. Chị Thảo không chốt con này là coi như em nói thiệt với chị Thảo chứ. Coi mỏi gần nè. Chị Thảo không chốt con này là hơi bị tiếc luôn ha. Eo 141 con rin này. Eo 141 nha, nghe dữ lắm. Eo 101 con rin này. Eo 101 của chị Phương Thảo Bình Phước này. Bà vú ở đây kệ bà. Bà vú. Bà vú phải đi đâu kệ bà. Đâu mắt cũng kệ bà. Đó, nhìn theo rồi bảy. Bà vú phải đi kệ bà. Bà vú phải đi kệ bà. Không ai mượn đi theo hết trơn á. Bình thường là bà vú đi chạy theo rồi. Bà quắt nữa chứ. Chính tóc nè chị. Chính tóc nè chị Thảo. Bà quắt kệ bà. Đi kệ bà. Chính tóc eo 108 chốt với chị Phương Thảo nha. Chính tóc eo 108 chốt với chị Phương Thảo. Chính tóc eo 108 chị nhắn tin lấy hai quần riêng nam ba nha. Nhắn tin đây chị, tí xíu em nhớ em lấy cho, để em kiếm em lấy cho, đừng nói em nhớ em lấy rồi chị lại, chị lại chờ em nữa nè. Lấy thêm eo 100 eo này, eo 92 này, eo 8892 này. Trời mấy con eo 8892 vải đẹp ghê trời. Con cũng đẹp nữa. Con đẹp quá trời mà. Đây, đây là gu của em nha quý vị. Đây là rất nhiều là gu của em. Mà rất nhiều mà phải rất đẹp như thế này nè. Ha. Eo này là eo 100. Chốt thêm con này cho Hồng Mỹ Chi nha. Chốt thêm con này cho chế Hồng Mỹ Chi. Đây là gu của em nè. Hồng Mỹ Chi 200. À không lấy chính tắc. Sẽ chính tắc của chị Phương Thảo. Tại hồi nãy thấy chị lấy chính hỏi chính tắc á. Đấy, con chính tóc mới vừa rồi của chị Phương Thảo đúng không hả? Dạ, lấy hai quần riêng nam để em đi lựa cho. Dạ, không lấy chính tóc chị. Quần này là rách phía trên nhưng mà cái túi nó che lại rồi ha. Quần này rách phía trên, cái túi che lại rồi. Quần này eo 88-92 nè. Eo 88-92 này, áo xám nè. Chị nào mà có mua riêng thì em sẽ bán con áo này cho mấy chị với giá 50.000. Vải đẹp lắm. Còn chị nào không có mua rin thì bán con áo này cho mấy chị 90.000. Đó là nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu. Nó có màu trắng nè. Ở cho chị chính tóc em sợ không có size nhỏ chị cho hồi. Nó có màu trắng nè. Nó có màu xám nè. Và nó có màu xanh tím. Đó. Nó có 3 màu. Nha mấy chị nha. Nó có 3 màu. Rồi em kiếm khó em để chị Huệ cho em sợ nó có rất đó. Nè. Em lên cho mấy chị một con xanh đen mung nè. Xanh đen mung trơn nè chị Cao Ngọc Huệ. Lấy thêm không? Chị Huệ lấy thêm con này không? Cái con này em nghĩ là eo 100 nè. Eo 100 nè quý vị. Áo xanh của Hồng Mỹ Chi nè. 50.000 của Hồng Mỹ Chi. Áo này mặc vải đẹp lắm nha. Hồng Mỹ Chi 50.000 nè. Lấy mấy chị nên nhớ là một, lấy một cái áo trắng mặc với quần rin nha. Bây giờ tôi bắt chó. Tôi bắt chó đầy đường. Hồi bữa tao tài lanh á, tao đi qua đi tao la tao dắt theo á. Cái tao ngồi tao lai, tao bỏ nó, cái nó đi ra đường, nó tiểu xong nó đi đâu mất mẹ. Mẹ tin nó ngồi lai gì nè. Ngồi lai gì nè. Cái bà ở trong cái đường này nè. Bà ổng nó vô, bà hỏi phải chó nhà chị. Trời ơi má ơi, muốn khóc luôn. Eo 100 nè. Eo 95 đến 100 đẹp không quý vị. Trời ơi, xanh đen nè. Xanh đen mung không quát luôn. Làm nãy em ru không chút nhất luôn rồi. Nè, mày coi cho nó đi nè. Con nó lại đi với bà vú đi. Đi lại với ba đi. Đó đi nè, với ba đi nè con. Mày thấy khôn không? Thông cha đi là không bao giờ đi. Nước đi đất thôi Úc. Đến giờ đây cái lượng cả nhà đất đông có xù hết không? À, đổi cho chị có chính tóc được không? Cái này chị đâu có vừa đâu à, đổi cái chính tóc. Eo 88 là cái nào? Cái nào eo 88 chị? Mấy cái mà nãy em kêu mà màu đẹp mà em bỏ vào đây là eo 88 đến 90 hết đó chị. Lấy cái này của Yến Phi phải không? Yến Phi đúng không? Nè Yến Phi nè anh. Yến Phi. Lấy
em ba áo ba màu. Dạ ok chị Phương Thảo, vải đẹp lắm nha chị Thảo, vải đẹp kinh khủng. Miễn phí 200 luôn đúng không? Miễn phí 200, vải đẹp lắm, áo vải đẹp lắm. Nè chị mặc mấy con này với sọt là hơi bị đẹp luôn ha. Phương Thảo ba cái nè, bốn màu, còn bốn màu lượng chế nè, của chị Phương Thảo bốn màu nè, 200 của chị Phương Thảo Bình Phước. Trời ơi, nghe dữ lắm, nó biết nghe lắm, nó biết nghe lắm nha. Nè chính tắc còn nè, chính tắc eo trăm chia 108 tới 101 còn nè, chính tắc size lớn ha, không có chính tắc size nhỏ. Biết nói chuyện, biết nghe tiếng Việt lắm, quần rinh quá trời luôn chị Hạnh ơi. Nè eo của chị Hạnh nè, chính tắc nè, eo 101 của chị Hạnh nè, nè rinh xanh đen eo 101 nè, rinh của chị quá trời luôn chị Hạnh. Quần này 100kg nè, quần ranh xinh, quần rinh không rách eo 100kg nè. Trời ơi quần quá trời luôn á chị. Chị đi đâu á? Nè em lên cho mấy chị một con rách nè. Nè mấy chị nhớ nha, con rách này nó rất nhiều ha, và nó có rách sâu mông nè, có rách sâu mông ha. Con này mà bà nội che nó eo 195 tới 100 là em hút cái đầu chó nó. Em nói thiệt, con quần này mà eo 95 đến 100 em hút đầu chó nó liền, không bán đâu. Eo 106 quần này, eo 106 quần này nha, eo 106 nè. Mà quần này nó rách khúc dưới, đây là quần đùi nè, tới đây là quần đùi nè, nó rách khúc dưới. Mấy chị đừng có yên tâm, mấy chị sợ rách mông nha. À quần này eo 106 nè. Em bố quát nó sợ bắt nó về, không dám đi theo bố, cứ về nằm đây. Chính tắc bao nhiêu vậy? Quần này 200 hết đó chị. Eo 112 là Trần Hạnh thoải mái. Eo 112 là Trần Hạnh thoải mái. Eo này eo tới 100, eo quần 100kg tới 110. Thôi chưa, chưa gầy lắm. Trăm mười lăm. Yến Phi là 85kg. Còn áo không quần? Áo Yến Phi áo. Áo này áo quần chó gấu quần. Đi xuống dưới kia lấy size 2 ịt đi, trên ghế size 2 ịt áo 200. Trần Hạnh bình định. Vậy em 106 là cái quần rin rách này phải không chị Lê Hương? Đúng rồi, thì ok lên giùm em nha. Quần này của Trần Hạnh Bình Định nè. Này ít ha. Hay ít. Trần Hạnh Bình Định 200. Đúng không chị Lê Hương? Đúng thì ok lên giùm đúng nha. À, đúng à. Áo đen và áo xanh đậm. Áo đen hết rồi chị. Còn xanh đậm à. Nhà em không có nhân viên cho nên mấy chị muốn hỏi đồ gì mấy chị từ từ. Trần Hạnh Bình Định. Chị Lê Hương ơi ok không chị Lê Hương? Ok của chị Lê Hương không rách đúng rồi. Trời em ghiền con này lắm, mỗi tội nó rộng so với em thôi chị Hương. Quần này hàng Việt Nam xuất khẩu, mấy chị mặc vô cái phơm quần với cái rin nó đã lắm. Em phải em bán mà em nói đã đâu, em bán cực như thế này là tại vì em thích, em đam mê cái mẫu quần này. Chứ thiệt sự bán quần xưởng nó sướng lắm mấy chị đọc ký quăng sai nó giống nhau, bán nó sướng chết mẹ luôn. Quần này bán nó không có sướng chết mẹ. 200 của chị Lê Hương cho chị hồ. Quần này quần chính tắc này eo 101 đó nha chị. Ồ lột cái này, ê cái này quần không rách nè. Đợi tí xíu em lên nha, đưa cho anh Phước xếp đi, đưa cho ông xếp. Quần này Hồ Cẩm Thế là eo 101 nha chị Hồ Cẩm Thế. Ủa không phải quần đây, không phải quần chính tắc. Chính tắc đây nè, chính tắc đây nè, của Hồ Cẩm Thế eo 101 đó ha. Lê Phương anh. Lê Hương không có dấu. Đang định hình để em từ từ em. Lê Hương 200 để em đó nè. Quần này của chị Hồ Cẩm Thế nè, eo 101 của chị Hồ Cẩm Thế rộng á. Lấy theo áo thun xanh nè chứ ha. Thun xanh 50.000 nha chị, vải đẹp lắm chị Hương. Chị Hương khách cũ khách mới vậy. Lê Hương Hồ Cẩm Thế thì rộng á, để lại cho anh ơi. Rộng lắm chị, lên chiều cao con nặng cho em đi. Ê trời ơi má ơi, em 102 mà mặc eo 101 vừa mặc quần vừa cầm cái tô luôn á.
không phải giỡn đâu. Vừa mặc quần mà vừa cầm cái tô luôn á, không có giỡn. Rồi quần này eo nhiêu? Quần này Hồ Cẩm Thế lấy đi nè. Hồ Cẩm Thế lấy quần không rách đi nè. Eo 102 nè quý vị. Eo 102 mấy chị coi cái like quần nó làm đẹp lắm. Eo 102 quần 200. Cảm ơn chị về tăng 2 like lên ra quần chính tóc. Eo 102 chị Hoàng vừa quần 2 con rồi. Chị Lê Hương ơi vào cho em xin địa chỉ số điện thoại liền nha. Thôi chị Lê Hương ráng ngồi like 10 phút ở đây em like xong rồi xong cái like chị vô chị cho địa chỉ số điện thoại luôn nha chị Hương. Rồi lên cho mấy chị một con ring bạc. Ring bạc này size nhỏ. Hồi nãy giờ chị Lê, chị gì ta, chị Huynh, chị Lê, Lê Linh Huỳnh, bao nhiêu cái quần eo 88 tới 90, 92 của chị luôn, sao chị không lấy nè. Toàn quần đẹp không nha. Thông báo là toàn quần đẹp không luôn á. Thông báo nhẹ nhẹ á. Quần nãy giờ quần bên đây toàn quần đẹp của chị không luôn á chị nè, quần đẹp nè. Thấy không? Size 88, 90 toàn quần đẹp không. Một lẻ hai của chị Cao Ngọc Huệ nè. 102 của chị Cao Ngọc Huệ nè. Rồi rin bạc này size nhỏ nha, rách 2 ống. Rin bạc này size nhỏ rách 2 ống nè, rách cào 2 ống. Rin bạc này size nhỏ nha. Size này eo cho eo 88 đến 92 là chốt giùm em rin xanh bạc rách cào. Rin bạc rách cào nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Lên tiếp cho mấy chị nè. Cũng là rin cũng là rin bạc gì ạ? Cũng là rin bạc nè. Con này eo 94. Con này eo 94 nha. Eo 94. Chị nào khoảng cỡ gần 75kg hút con này nè. Chốt giùm em eo 94. Chốt giúp giùm em eo 94. Tiền quần nam cho ta. Em nói chị nhắn tin vô bay đi, lấy quần size bao nhiêu nhắn tin vô bay tí xíu em lo em lựa cho thằng con em bán giá, em giá bán giá lấy vô cho mấy chị cho khỏi trễ hàng. Cho khỏi trễ hàng nha. Màu đẹp lắm chị, rất cao. Lấy cái rất cao dưới chân này chị Linh đẹp ha. Đẹp. 200 của Linh Huỳnh cho mượn Cao Ngọc Huệ coi lại cái quần. Linh Huỳnh 200 nè. Linh Huỳnh 200. Con đó xanh đen, không rách mà phơm với vải rất là đẹp chị Huệ. Đợi tí xíu anh Phước anh đưa lại cho. Con này eo 94 nè. Chị nào chốt eo 94 chốt giùm em eo 94 nha. Linh Huỳnh không có giống. Em có một con hoodie hồng, nó có màu vàng đó ha. Hoodie hồng 70 đến 100kg bán cho mấy chị với giá 160.000 vải rất là êm nha. Vải êm cực kỳ nha mấy chị nha. Con này cũng size của chị Linh Huỳnh nè. Con này cũng size của chị Linh Huỳnh nè. Eo tám mấy á. Con này là eo 88 đến 92. Eo 88 đến 92 con này là eo, con này là áo quần của chị Linh Huỳnh nè. À, chốt giùm em mang quần treo cổ. Áo hồng của chị Phương Thảo 160 nè. Con này tới trăm cái có màu vàng đó chị Linh. Có màu vàng Phương Thảo đo, Phương Thảo Bình Phước. Cao bill nào của Cao Ngọc Huệ cho mượn lại cái quần á. Nói cho chị không? Nè, của Cao Ngọc Huệ nè chị. Trời ơi, quần này chị Huệ ra nhìn phơm cái chị Huệ mê liền. Mê lắm luôn á. Đây. Chị Huệ mà ra ngoài chị Huệ nhìn cái phong quần này là chị Huệ mê liền, đê mê luôn nha. Mê lắm. Quần dắt dai. Quần dắt dai, quần dắt dai. Em có một con quần rin cũng là eo cỡ đó. Rết hai đầu gối ha. Quần này à, để đo chính xác cái eo đó. Eo này eo 94, 95 mấy chị. Chị nào mà bảy mấy ký chốt con này nè. Eo 94, 95. Chị nào eo 94 đến 95 chốt giùm em. Chị muốn coi vàng không? Em lấy cái vàng nha. Eo 94 đến 95. Em lên cho mấy chị một cái con xanh đen rách. Nó đẹp không? Ôi quần hôm nay mà quần 200 em mê lắm luôn. Cho nên tí xíu nói là like xong là em phóng đi là vậy á. Like lên là xong là em phóng đi là eo 100 nè. Chị Hồng Mỹ Chi có muốn lấy thêm con eo 100 rách không? Phúc sắc chưa? Eo 100 là khoảng cỡ 7-8
877 đến 8283 tí là L100. Chị Phương Lê có muốn lấy thêm con này không? Rất nha. Em lên cho mấy chị một cái con rất kèo giống như chị Linh Huỳnh lấy, nhưng mà con này là size lớn. Rất bạc size lớn nha. Rất bạc size lớn. Size lớn rất bạc. Size lớn rất bạc. Con này chắc tôm của chị Phương Thảo. L108. L108. Rất kèo trước và rất kèo sau. Rất trước và rất sau luôn ha. L108 xanh bạc. Con này hàng hiếm là từ đầu like tới giờ mới được một con. Từ đầu like tới giờ chị, anh đừng có đọc tin nhắn của khách nha, để em đọc trả lời. 108 của chị Phương Thảo Bình Phước nè. Nãy giờ chưa bán được gì luôn á mấy chị. Gu này là gu của chị Linh Huỳnh, form này là form của chị Linh Huỳnh luôn ha. L88. Trời ơi, quần này toàn hãng Nova không á mấy chị đây. Một con rinh bạc size lớn. Một con rinh bạc size lớn. Chị Trần Hạnh lấy thêm con này đi. Trần Hạnh ơi lấy thêm con này. L112, 114. Trần Hạnh lấy thêm con này đi nha. Hàng độc nha. Hàng độc mà hàng này phơm này không có để bán bình thường đâu. Like nè, like tua nè. Like tua mấy chị mặc lên êm chân lắm. Like tua mặc lên êm chân cực kỳ nha. Like tua mặc lên rất là êm chân luôn nha mấy chị. L112, 114. Lên cho mấy chị một cái con xanh đen không rách. Một cái con xanh đậm không rách có quá. Xanh đậm không rách quá, có quá nha. L114 của Phương Thảo, Phương Thảo Bình Phước. Con này size cũng chắc khoảng cỡ trăm à. L100 luôn. Ai chưa lấy rin không rách xanh hơi bạc bạc lấy nha. L100 rin không rách size bạc bạc. L100 rin không rách size bạc bạc. À còn dính tới mấy con không không rách nè. Không rách luôn. L nhiêu? Con nãy L100 ha. Con này xanh viền vàng nè. Xanh viền vàng L95. Xanh viền vàng L95. Xanh viền vàng L95. L100 L95, mấy con này không rách nha mấy chị nha. Mấy con này là quần không rách hết nha. Có một con hàng độc nè quý vị. Nguyên lô quần này em chưa để dành em được cái nào luôn. Có một con hàng độc. Nè mấy chị thấy nó làm gân tùm lum không? Nó làm gân tùm lum quần luôn. Ở sau lưng này nó còn rẫy sơn nè. Ở sau lưng nè. Cái phong quần như thế nào em để y chang như thế đó nha. Đây ha. Con này nặng tay lắm nha. Con này mà chị quỷ xử lý hay ai muốn rinh giày nè là hốt em này. Em này L106. Em này L106. Em này hàng độc rồi nha mấy chị. Em này 106 tới 108. Con này eo hàng độc. 95 không rắc. 95 không rắc. Viền vàng của Lê Thảo 200. Mua gì đam mê ha. Mua gì đam mê. Cao Ngọc Huệ quần rin 100. Cao Ngọc Huệ 200. Quần L106, 108 của chị Phương Thảo. Mua đi mấy chị, nãy giờ em chưa bán được một cái gì luôn á. L106 tới 108 của chị Phương Thảo tỉnh. Qua Phương Thảo Bình Phước. Lên một con hàng độc size nhỏ. Con này chỉ có chị, con này chỉ có chị Linh Huỳnh. Giờ hiện giờ em chỉ nhớ mỗi chị Linh Huỳnh thôi. Hiện giờ em chỉ nhớ chị Linh Huỳnh thôi. Eo khoảng cỡ đó. À eo này lớn à. Eo này 95-96 à. Eo này giờ chị nào mà eo 100 vẫn vừa nghe, đẹp không? Nè ở sau lưng. Nói chung là em để hiện trạng y chang cái quần khi mà em lấy hàng về cho mấy chị ha. Con này eo 96 này để riêng nè. Con này hàng độc từ đầu like tới giờ nè. Hàng độc. Ê xuất sắc chưa? Thấy quá xuất sắc chưa? Nè con này đầu like tới giờ size nhỏ không? Không biết giờ nó size nó lớn được chút không? Nãy giờ nuôi nuôi không biết nó lớn được chút nào không nữa. Con này từ đầu lai tới giờ nè. Con này từ đầu lai giờ đây là con thứ ba nè. L95 nè của chị Đào Ngọc Bích nè. Đào Ngọc Bích tính chị Đào Ngọc Bích con nó 108 đi. Tại vì ở sau nó có cái quệt, nó không biết lỗi hay là do giặt quần.
Nè L88, nè Linh Quỳnh ơi, chốt cái này đi, Linh Quỳnh năn nỉ đó. Chốt cái con hàng đẹp đi Linh Quỳnh ơi. Năn nỉ Linh Quỳnh đó, 200 á. Tại vì quần đẹp mới năn nỉ nha, chứ quần không đẹp không năn nỉ đâu. Rồi ring xanh đen nè, size nhỏ xíu. Nè co giãn đã không? Đẹp quá trời. Thiệt chứ. Em nói chị mấy quần ring này á, hỏi nó quát, nó rách hay nó rẫy sơn cỡ nào nó ra nó cũng đẹp đó. L88 luôn này đó. Hai con dắt dây L88. Hai con dắt dây L88. L88 của Nguyễn Hạnh nè. Cái con đẹp nè Hạnh, Nguyễn Hạnh 222 nè. Nè còn con ring xanh đen nữa nè Hạnh. À, 222 của Nguyễn Hạnh Đà Lạt. Rồi lên một mã cuối cùng rồi phóng đi lấy hàng nha. Phóng đi ôm hết cái lô này về để dành bán này, chứ không hết quần cái lấy cái quần dưới kia 208 mắc cái mẹ quần này không rách. Riêng đậm nè, riêng ở trên mà ở dưới đậm đậm nè, mấy chị thấy phơm không đó. Riêng này không rách thuộc về ai. L95 đó, L94 95 nè, L94 95 con mã cuối cùng nè, đẹp không? L94 95 con mã cuối cùng đó. Ủa hai cái kia của ai vậy anh, ngoài kia của ai vậy? 94 95 con mã cuối cùng về này. Út về đi, Út cho con đóng cửa đi về luôn nè, 4 giờ đó. Rồi có gặp nhau nha, chưa giờ không bán được gì luôn, chưa bán được gì luôn. Ủa sao nhiều Út? Thôi. Dễ giàu nha mấy cô. Trời ơi suốt ngày tội nghiệp hoài, không làm gì luôn á. Mai mới giao được. Chán bỏ ghê ha. Bây giờ nhớ để lên hút cái lô rin này về mấy chị, lô rin đẹp quá à. Lô rin đẹp thật sự. Thứ nhất là đáy, đáy vừa. Thứ hai phơm đẹp. Thứ ba rách vừa. Thứ tư không rách cũng nhiều. Và thứ năm cái vải rin nó rất là chắc ha. Rồi vậy đi, tối 8:30 gặp mấy chị.